đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chấp 188. Ta cũng không biết rõ đây là vật gì, chính là bởi vì ta không biết rõ mới cảm thấy có thể rất có giá trị, còn phải để lão nhân ra ngài xem một chút. Sao nhìn giống như quả óc chó vậy? Nhưng lại tỏa ra sóng pháp lực không phải trên đại thừa không thể phát giác được, cũng chính là nói ít nhất là tản tiên. Tiên hồn này rất suy yếu, nhưng không có nghĩa là không có mối đe dọa, chắc chắn sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn. Trước tiên vào trong xem thử thế nào. Khắp nơi đều tối thui, không nhìn thấy nguồn sáng. Phân thân thần thức. Ngươi. Ngươi là ai? Lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng, nhìn bộ dạng này của ngươi, lai lịch nhất định là không nhỏ. Ta là chân long của thượng giới. Chân long. Mấy chục vạn năm trước, nhân gian phương này hỗn độn sơ khai, ta hạ phàm du lịch, muốn tìm kiếm cơ duyên. Trên lịch sử mỗi một triều đại sẽ có người tài hoa xuất hiện, sáng tạo ra cái mới. Xuất hiện không thiếu những nhân tài dũng cảm đối mặt với vận mệnh, lúc đó mỗi ngày đều không phải lo về cơm áo gạo tiền. Không ngờ, bị âm thầm tính kế thân tử đạo tiêu. May mà còn một ít tàn hồn trốn vào trong quả óc chó này mới có thể sống tạm. Tiểu tử, nếu như ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi. Tộc chân long của thượng giới, nếu như cứu hắn, sau này nếu như phi thăng thượng giới, cũng xem như là có thêm một đường lui. Được, ta làm thế nào mà cứu ngươi đây? Ngươi nhìn thấy cái lư hương kia không, thắp hương truyền tiên lực vào đó. Ngươi mỗi ngày đem tiên lực của mình nuôi dưỡng linh hồn của ta, kiên trì bền bỉ thì có thể cứu được ta. Cảm ơn. Không sai, chính là mùi vị này. Thật là thuần khiết. Sao không có nhắc nhở độ thiện cảm nhỉ? Lẽ nào là truyền gia vẫn chưa đủ? Ngươi chế tạo sương mù, cộng thêm đầu hương kiểu phun khí. Đổi cái này lớn hơn một chút. Tại sao ngươi dừng lại rồi? Ngươi chờ ta một chút. Hệ thống nhắc nhở. Uyên Hoàng Long sinh ra thù hận với ngươi, độ thù hận hiện tại là 2 sao. Hả, độ thù hận? Thái ất địa tiên trung kỳ. Uyên Hoàng Long, thù hận, đến từ tộc chân long, tính tình gian xảo hẹp hòi, từng tàn sát chúng sinh, đắc tội với Xích Vân Tiên. Bị Xích Vân Tiên tru sát bởi vì bất mãn ngươi gián đoạn nuôi dưỡng tàn hồn của hắn, sinh ra thù hận với ngươi, độ thù hận hiện tại là 2 sao. Tốt tốt tốt, hiếm khi muốn bố cục một chút, ngoại lực của thượng giới chi viện thì gặp phải cái thứ vong ân phụ nghĩa, tàn sát chúng sinh này. Còn ngây người ra đó làm gì nữa, nhanh chóng đem tiên khí của ngươi cho ta. Làm người tốt thật là khó. Tên này không thể giữ lại được. Dù sao đã bị Xích Vân Tiên giết qua một lần, cho dù mình giết hắn rồi, tộc chân long cũng không tìm tới mình. Muốn tiên khí đúng không, cho ngươi thêm một chút đấy. Hừ, vậy thì đúng rồi. Dù sao ngươi cũng đã chết qua một lần, không ngại chết thêm lần nữa chứ. Chỉ cần ngươi có cách cục lớn hơn một chút, há sẽ rơi vào cảnh ngộ thê thảm như vậy. Ngươi nói có đúng không? Lục đạo hấp hồn. Lào. Hửm. Tàn hồn của Hoàng Long biến mất rồi. Bấm ngón tay tính toán. Vậy mà ở đó có chút thú vị. Hướng 12 giờ, đi thôi. Ừm, chả trách đoạt xá lại thịnh hành như vậy. Loại sức mạnh linh hồn ở trong long hồn này là bằng khổ tu của ta mấy trăm năm. Chỉ đáng tiếc sức mạnh ở bên ngoài từ đầu đến cuối đều là tai họa, nhưng mà... Ánh mắt kiên định. Nếu như đầu sủi cảo biểu hiện tốt, ngược lại là có thể cho hắn. Thần thức mạnh thật. Có thể im hơi lặng tiếng kéo mình vào ảo ảnh. Thực lực của người này e rằng còn mạnh hơn mạnh bà. Là ngươi, diệt tàn hồn Hoàng Long. Sao lại là hắn chứ? Nhìn phản ứng này của ngươi, đột nhiên không sợ hãi, sao thế ngươi quen ta sao? Không, vãn bối chỉ là cảm thấy nếu như tiền bối thật sự muốn giết ta, sẽ không cố tình đem ta kéo vào ảo ảnh này, rồi đợi ta từ từ điều động tiên lực. Không biết hôm nay tiền bối đến đây là có chuyện gì, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Không hổ danh là người dám đắc tội với thiên tướng, vào lúc lâm nguy không hỗn loạn, cũng xem như là có mấy phần gan dạ. Lão Phu không phí lời nữa, hôm nay đến đây có một câu hỏi cần ngươi trả lời. Mời tiền bối nói. Nếu như đã thành tựu tán tiên, tại sao lại không phi thăng? Chuyện này, hửm, có ẩn tình gì khó nói sao? Thật sự không giấu gì, vãn bối đắc tội với Chu Tước, lại không cẩn thận xử lý người của thiên tướng, e là bọn họ đang còn ngồi đợi. Là như vậy ư? Nếu như ngươi bằng lòng gia nhập thiên đình làm thiên binh, ta có thể điều động sức mạnh thiên đạo, miễn trừ lôi kiếp, lặng lẽ đưa ngươi vào thượng giới.
thiên đạo lệnh. Còn về con chú tước mà ngươi đắc tội còn có thiên tướng kia, có ta bảo vệ cho ngươi, trong thiên đình, bọn họ không dám manh động. Làm thiên binh. Đầu tiên chúc mừng ngươi đã gia nhập khổ tu thành tiên sơn. Quà của người mới đương nhiên là sẽ không thiếu cho ngươi, bên trong bao gồm bàn chải đánh răng đôi đũa. Còn có một vật rất quan trọng, lưỡi câu cá. Đại đội không quân của khổ tu thành tiên sơn chúc mừng có thêm thành viên mới. Còn có tuyệt học quan trọng, là đệ tử vào núi đều phải tu luyện, dù sao cũng là tượng trưng của khổ tu thành tiên sơn. Tuyệt học gì vậy? Này, tác giả Hàn Tuyệt, hướng dẫn nhập môn emoji. Ta có thể từ chối được không? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.